Xin chào các bạn mến. Hôm nay ở video này mình có một số cái vấn đề nhỏ mình muốn chia sẻ với các bạn. Đó là các bạn thấy là đang chạy tài liệu cho khách hàng, tuy nhiên là các bạn sẽ thấy như thế này. Các bạn sẽ thấy đây nó có cái bóng mờ không? Nó có cái bóng mờ. Tức là khi mình chạy qua nó sẽ có những cái chữ mờ như thế này nè. Đây nè, các bạn sẽ thấy nó có những cái chữ nó mờ mờ nó bám theo đây. Tuy nhiên ở phần dưới đây thôi, phần ở trên đây thì nó không có. À, có khi là những cái bóng mờ nó ở phía sau này, ở phía sau tài liệu hoặc là ở phía bên đây tài liệu. Thì với trường hợp này thì mình sẽ nghĩ ngay tới là cái gạt room. Tại vì các bạn biết là trong khi mà cái room á, khi mà nó ghi hình xong, nó ghi hình ảnh xong thì là nó sẽ hút mật bám trên cái hình ảnh đó và nó sẽ chuyển qua giấy. Thì khi mà một cái công đoạn nó làm xong thì bắt buộc là cái room cái quay và cái gạt á, nó sẽ gạt bỏ những cái phần mực ở trên cái room còn lại và cái đèn xóa nó sẽ xóa sạch những cái hình ảnh phần thứ nhất và chúng ta nó sẽ tiếp tục thế. Thì do đó khi mà cái quá trình mà khi gạt nó bị hư hoặc là nó yếu, gọi là khi gạt nó yếu, thì nó sẽ gây ra những cái hiện tượng thế này. Do đó khi các bạn đang chạy mà chúng ta đang sẽ thấy những cái bóng mờ như thế này, có thể là một chỗ thôi, có thể là ở mép này, thì các bạn sẽ dừng máy lại và chúng ta sẽ bắt đầu kiểm tra cái bộ gốc. Nếu mà ở cái bộ gốc của khách hàng nó không có thì các bạn sẽ nghĩ ngay đó là do cái phần khi gạt trên trùm nó bị yếu và chúng ta sẽ bắt đầu thay cái gạt. Thì cái gạt, những có một cái video trước mình đã nói với các bạn là những cái vật dụng, những cái linh kiện của cái máy photo mà nó hay hư hay ẩm hóc, tức là cái gạt trong đó có gạt rung và gạt beo. Thì hai cái loại này thì nó hay, tại vì khi mà sử dụng nó qua nó gạt nhiều thì lâu ngày nó sẽ bị yếu, và hai cái này hầu như là thường xuyên phải thay. Và thứ cái thứ nữa là những cái nhông, tức là nhông khum rung và cái nhông mực hồi đó là những cái loại nhông hoặc là nhông trục chính motor phía sau máy. Đó là những cái loại mà vật dụng các bạn cần mua về và dự trữ, dự đi dự phòng những cái móc của bạn. Có thể những cái kia hư hoặc dây cua ro của bộ phận ở sau máy lại, nhưng mà cái đó thì nó ít khi hư lắm. Nhưng mà những cái gạt rung, gạt beo, những cái nhông thì nó hay hơn. Và bây giờ để mà khắc phục tình trạng đó thì các bạn sẽ tháo cái bộ phận rung ra ha. Thì có một số cái video là mình đã chỉ các bạn cách tháo rung rồi, nên hôm nay là ở video này mình chỉ nói về cái vấn đề này và mình sẽ thay rung thôi cho các bạn xem thôi, chứ mình sẽ không làm chi tiết về cách mở rung sao nữa nha. Còn nếu các bạn nào chưa có biết về cách mở rung thì các bạn có thể là lên trên YouTube, các bạn search từ khó in ấn Phan Thiết hoặc là Bado Optical thì nó sẽ ra cái trang của mình, và các bạn vào trong cái trang của mình tới cái mục hướng dẫn photo in ấn thì nó sẽ ra hàng loạt cái video, hầu như là khoảng trên 100 cái video chia sẻ về kinh nghiệm sử dụng máy photo, chia sẻ về photo, chia sẻ về những cái thay thế linh kiện máy photo và một số khắc phục số lỗi. Thì các bạn lên đó các bạn xem và sau đó các bạn thực hành theo. Rồi bây giờ mình sẽ đi mở cái rùm. Để mở rùm thì ở trên đây nè, trên cái ống mực hồi á, các bạn sẽ đẩy cái thanh này lên nè, các bạn sẽ mở cái thanh này ra, các bạn sẽ mở cái thanh ống mực hồi này ra nè. Quay lại các bạn thấy cái này mình làm nhanh thôi nha, mình không có hướng dẫn về phần mở nữa. Các bạn sẽ mở cái áp giữa cái giữ cố định giữa cái rum và cái từ. Các bạn mở ra, nếu các bạn cứng các bạn lấy đồ các bạn giặt ra, và sau đó các bạn mở cái ống mực hồi ra. Các bạn cứ mạnh dạn các bạn làm đi, khi mà các bạn làm một hai lần gì đó thì các bạn sẽ quen tay và sau này sẽ rất tốt cho các bạn khi mà các bạn xử lý những tình huống trong quá trình photo. Nếu không thì các bạn sẽ mướn thợ rất là chờ thợ rất là lâu, rất là phiền phức, đôi khi thợ tới rồi nó này nọ nữa. Đôi khi các bạn cứ làm như thế này nè, các bạn cứ mạnh dạn các bạn mở ra, các bạn làm không sao hết. Các bạn sang đây các bạn lấy cái lưới cái áo ra, cái áo ra luôn. Đây là lưới cao áp nè,
đôi khi mà cái lưới cao áp á, nó bị dơ hoặc là bị đen này, nó cũng một số là nó sẽ gây cái tình trạng là xám, chạy xám cái nền, nó cũng có thể là nguyên nhân thêm một phần cái này nữa nha. Rồi cái này mình đẩy ra. Đối với các bạn mà mới á, thì các bạn nên mở luôn cái phần hộp tự ra để cho nó có trình tự, các bạn không quen. Thì đối với mình á, thì mình đã làm quen rồi thì mình sẽ đẩy cái hộp tự qua phía bên này và sau đó mình sẽ dùng tay mình nhấc cái khung rơm ra. Còn nếu các bạn không quen á, thì sợ nhiều lúc là các bạn khi kéo ra sẽ va chạm và nó gây xước rơm và nó hư rơm nha các bạn nha. Cái đó là các bạn phải tháo luôn cái bộ phận này ra nè. Các bạn tháo cái ốp này ra, tháo bộ phận này ra. Các bạn đẩy này ra, các bạn rút cái hộp từ ra, các bạn để qua một bên. Rồi sau đó các bạn tháo cái rơm ra. Đặc biệt là khi các bạn chưa quen thì các bạn phải tháo luôn cái từ ra để cho cái. Còn bây giờ đối với mình á, thì mình chỉ cần rút vậy mà phải rút thẳng. Các bạn để ý phải rút thẳng 90 độ ra chứ. Các bạn mà nếu mà rút ra rút không cẩn thận nó xước xước rơm là nó hư rơm của mình nha. À, phải không? Một tay đỡ dưới nè, một tay đỡ dưới, một tay cầm đây các bạn lấy ra. Ở đây là khi mà các bạn mở, lấy các bạn lấy ra, các bạn lấy cái rơm, các bạn chỉ cần mở cái nắp này nè. Các bạn dỡ ra, các bạn nhấc hai cái rơm lên, các bạn hai tay các bạn nhấc cái rơm lên, rồi sau đó các bạn dùng cái dải mềm các bạn bó cái rơm lại để vệ sinh sao. Còn đối với cái trường hợp này thì các bạn sẽ thấy là trên cái khung rơm rất là dơ và đây nó có cái hiện tượng đổ từ nè, các bạn thấy không? Khi các bạn lấy cái đầu tuột vít các bạn chấm vậy nè, tức là cái không bị đổ từ thì các bạn thu từ. Đây là cái hộp từ mà mình sử dụng được trước, mình còn mình ghi qua đây thì mình sẽ sử dụng hết, mình thu hết từ, mình bỏ vô hết trong đây. Và sau này nếu mà với trường hợp là thiếu từ thì mình sử dụng từ này mình đổ vào nha. Rồi sau đó mình dùng cái khăn ướt mình thu, mình vệ sinh hết cái này, hoặc là nếu có bán máy thu bụi, vệ sinh thu bụi nha. Tránh tình trạng bụi bẩn nó bay lung tung thì các bạn trước khi các bạn lát có lót của tờ A3 các bạn quét. Các bạn dùng cái chổi cọ các bạn quét trước, các bạn thu những cái mực nó đã ấy, các bạn quét cái như thế này.
Rồi bây giờ mình sẽ tháo cái gạt ra. Trên đây cho nó gạt nó có hai cái nút thôi. Mình tháo ra mình thay cái gạt mới vào. Này. Rồi sau khi các bạn gạt xong thay cái gạt xong thì các bạn bỏ cái rum vào bình thường. Các bạn bỏ cái rum cái đầu chùm của rum các bạn bỏ về hướng mấy cái nhông như thế này nè. Rồi tới chúng ta đậy nắp lại. Nếu chúng ta trong quá trình đậy lại mà các bạn thấy nó cắn là do các bạn để cái rum nó bị lệch hoặc nó bị. Nếu các bạn đậy lại mà nó nhẹ nhàng như thế này thì các bạn là cái rum bình thường đó là đậy vào khớp rồi, thì các bạn dặn lại thôi. Rồi chúng ta vệ sinh lại những cái phần dơ trên đây. La bụi. Rồi. Giờ bây giờ cái này mình rồi khi nào mà các bạn gặp cái trường hợp như thế hoặc là chạy mà có một bóng mờ mực, có một bóng mờ nó lặp đi lặp lại ở trên cái tờ giấy thì các bạn kiểm tra lại. Khi nào mà các bạn chạy mà các bạn thấy cái bóng mờ nó lặp đi lặp lại trên cái tờ giấy thì các bạn hãy dừng lại các bạn kiểm tra. Nếu mà cái tình trạng đó mà các bạn gấp không có thì do là cái gạt rum nó bị yếu, chúng ta sẽ thay cái gạt rum. Rồi video của mình chia sẻ đến đây là hết nha. Hy vọng là các bạn có thể gặp trường hợp này các bạn có thể khắc phục và xử lý được, phục vụ cho công việc của mình. Nếu các bạn thấy video này hay hữu ích thì các bạn hãy share để mọi người cùng xem. Nếu các bạn yêu thích video, yêu thích kênh của mình, yêu thích ủng hộ cho mình thì hãy nhấn nút like để mình biết là các bạn đang yêu thích cái video này hoặc là yêu thích kênh của mình để mình sẽ tiếp tục không ngừng phát huy thêm những cái gì mà mình biết được để mình quay video mình chia sẻ cho các bạn. Những cái bạn mới mà đã vừa ghé qua kênh Bado Optical thì các bạn hãy đăng ký kênh ủng hộ kênh Bado Optical và hãy nhấn vào nút biểu tượng quả chuông để nhận những cái thông báo khi mình đăng video mới lên, là các bạn có thể là nhận được những chia sẻ mới của mình. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau nha. Chúc các bạn cùng gia đình là làm ăn ngày càng phát triển. Bye bye các bạn.